này giết không biết bao nhiêu người. Ý anh á, anh muốn ăn thêm chừng 2 kg 3 kg nữa là tuyệt vời. Không, 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 không. Ôi, không. Trời ơi, thôi gì? Em lên tiếng nữa cái mặt em nó bự vậy nè. Nghe là liếm tưởng rồi, thú cho bậy luôn. Anh muốn em xấu hay gì vậy? Đâu có ông đâu, đâu có ai cũng đùa quá. Anh chung chung Yeah. Yêu. Càng yêu, càng yêu. Càng yêu. Cái lông mày này đẹp lắm luôn á. Mình đi chụp hình á. Ai chờ qua chụp, ai chờ cho mời. Đây. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Anh đi ra chụp hình anh ơi. Tết nha, Tết nát này nha. Rồi. Ngọc cứ diễn nha Ngọc. Khi nào chị lên đây nè. Rồi, đúng rồi. Chị lên 2 bước nữa. Em đi lên trước. Hát bội làm luôn nha. Đây dùng. Đây 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 đây. Cái cờ rẽ kiếp kìa, cầm đỡ cái cây đó đi, giờ mày tới lấy đi, đỡ mày lấy đi, rồi xong rồi kêu nó nói cho nó mày nói, nó quên rồi, để nó lo nó phát biểu kìa. Tình vô chụp đến đây tình. Em nghĩ là hai nam thấp xuống ở đây thì được hơn chứ không là không thấy đủ. Dạ. Là không đúng hả? Ốc tròn đen luôn chị. Lấy tóc cho chị. Xin lỗi. Oh my god.
Vậy là sao? Là biểu tượng gì? Tóc em nó bị nhiều quá, em nó nhét. Ôi trời ơi, cái nó con nhận tóc em nhiều thì tóc tiếc hay vậy hả? Sơn xài bấm nó vui lắm chị. Ủa sao cái bị kim kim đâu? Đang nghi vô đây đi Duyên ơi. Lấy kim kim, lấy kim kim. Cảnh ơi. Chị Hoa ơi, chị Hoa với chị Phương ra trực trực cho bé. Dạ. Em ơi, chị để trong này nha bé. Dạ dạ dạ. Nó Phương đó, Phương đó. Phương mà kêu nó. Phương này, Phương này. Em là Thị Sen, Thị Liên. Thị Liên. À, anh hùng ché này là rồi ấy 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 cái nhớ nè. Em có chàng cho chị Chi dùm không? Em có chàng cho chị Chi của Lam Cờ nữa hả? Không cờ của Nhi. Tưởng cho chị luôn đi. Chị đã có chàng một đêm. We'll be right back.
được những bạn đã buồn cũng vào chim lâu hồ điệp những cánh hoa sóng nước hiện lên như một bức tranh mà chúng tôi yêu thương đặt tên là tội buồn sân khấu. Cùng sẽ cùng tiến lên sân khấu để tiếp tục thực hiện nghi thức dân hương trong buổi lễ đặc biệt ngày hôm nay.